Bây giờ muốn cô nói thật, nói cách lịch sự. Dạ nói thật. Nói thật để con sửa nha. Phát âm tiếng Việt rất ẩu tả. Và con không được quyền như thế. Và để bắt đầu đêm thi thứ 3, hãy cùng chào đón ban giám khảo vòng tuyển chọn cuộc thi chuông vàng vòng cổ năm 2023. Xin giới thiệu và hãy cùng chào đón nghệ sĩ Thanh Hằng. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc. Xin đón chào giám khảo khách mời, nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Một lần nữa xin được giới thiệu các vị giám khảo vòng tuyển chọn cuộc thi chuông vàng vòng cổ năm 2023. Về quê hương Long An mà mạnh mẽ lắm, nam tính lên, hát phải chắc vô, xúc tích lại. Mấy cái đại từ đó em nhấn cho kỹ, thanh bình như là thành bình, mấy cái đó là đại kỹ, hát cho rõ. Anh Phúc nói đúng đó, thế là mình phát âm không có tròn, không chắc chữ, những cái mà cái dấu thanh hai, nhất là hai cái dấu sắc phải đẩy lên tới. Em hát em cũng bị lướt chữ đó, lướt chữ rất là nhiều. Mình ca triểu nặng thì ca chữ triểu nặng thì người ta không có nghe được, nó bị hơi bị điệu á, cho nên là cố gắng khắc phục cái đó. Bị mình đi hát lâu rồi, mấy cái đó là quan trọng lắm. Đại từ phải rõ ràng thì người ta nghe, người ta mới hiểu được mình ca mình muốn nói cái gì. Nó gọn cái chữ lại đó, ý là nó gọn cái chữ lại, nó đừng có bị chảy ra. Nếu mình cũng cái giọng khỏe quá, chính vì khỏe đó mình cứ tống ra hết, mình không có gom cho nó chữ nào cho nó rõ chắc chữ đó, như thế thôi. Ráng cố gắng sửa nha, lần này là sửa nha. Dạ, ý kiến rồi, giờ là phải kêu sửa thôi đúng không chị? Phải sửa. Ca rất tự tin nhưng mà thiếu mùi. Giọng cổ mà thiếu mùi thì con biết rồi phải không? Giống như mình ăn mà cái gia vị nó không vừa miệng. Thành tự ra chịu khó khắc phục đó thôi. Cảm ơn. Dạ. Cái hơi con nó ngạt, cho nên mỗi lần lấy hơi người nghe nó thở dùm con. Là một. Thứ hai đó, phát âm tiếng Việt. Bây giờ muốn cô nói thật, nói cách lịch sự. Dạ nói thật. Nói thật để con sửa nha. Phát âm tiếng Việt rất ẩu tả. Và con không được quyền như thế. Chữ D, rồi chữ DV, rồi chữ S, rồi chữ X. Giá như con trật luôn thì cô còn trách con được. Ở đây nó có chữ trúng, có chữ trật. Tức là cái phát âm như vậy không phải là vì con không làm được, nhưng mà vì con không có đặt cái trọng tâm, con chú ý để lúc nào con cũng phát âm cho trúng. Tại vì thấy con ca rất là đam mê. Mà như vậy thì mình cũng phải cư xử giống như là người mình yêu á. Tức là mình chịu khó nâng niu, rồi mình chịu khó học hành cho nó tới nơi tới chốn. Đại khái thì nói chung đây là Phong bị coi như là có một cái chất giọng nó rất là chiều cao cũng không có, mà độ trầm cũng không có, coi như là mùi cũng không có luôn nữa, cho nên nó bị hạn chế dữ lắm, hạn chế lắm, cho nên là cưng cứ phải ráng cố gắng học rồi để sửa, chỉnh sửa cái điều độ của bài ca của mình, để mình chỉnh sửa lại cái giọng của mình cho nó phù hợp hơn. Cảm ơn Phong. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều.